Siri. Bất kể ngày mai có như thế nào, tình yêu khiến ta phải chào. Oh, please throw in your heart. You don't know, babe. You don't know, babe. Muốn yêu, được yêu, đừng suy nghĩ nhiều. You don't know, babe. You don't know, babe. Muốn yêu, được yêu. Hiện tại cùng gì mà không yêu. Mới thì mình mặc cái gì để đi học đi ta? Theo tôi thấy thì cái gì có thể thiếu nhưng mà riêng áo thun thì không thể. Nó cực kỳ tiện lợi luôn á. Thì hôm nay tôi lên mặc áo thun cho mấy bà nha. Đó mấy bà xem này, dễ phối cực kỳ. Mình phối với quần tây này, mình phối với quần jean này. Thì chất của em nó là hoàn toàn từ cô tông nha mấy bạn ơi. Màu tôi đang mặc là màu be nha, size L như mấy bạn. Những 55-43 kg thun mặc lên trông xinh xỉu. Đi học thì là kila luôn. Bye mấy bà nha, hẹn mấy bà ở video tiếp theo.